em tới nhà chơi như bạn thôi. Nhưng mà em thấy mẹ là, ồ, mẹ không nghĩ là mẹ lớn tuổi và mẹ không đi làm, mà tính tình của mẹ rất là vui vẻ dễ thương lắm, nên là em muốn tiến tới hôn nhân luôn á. Vì mẹ chồng mà em chấp nhận cưới hả? Dạ đúng rồi, một phần. Vì khi chọn mẹ chồng trước khi chọn chồng đó. Mới lúc đầu về em cũng không biết là kêu là cô, bác hay là bà. Chứ chị hồi nãy không biết phải xưng hô làm sao luôn. Dạ em đổi liên tục luôn. Cái lúc mà chồng em kêu là muốn cưới em đó, mẹ cũng về điều tra gia đình nhà em đó. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình nhà em thì nó hơi yếu lem một chút. Nhà em thì cũng có người từng có tiền án tiền sự á chị. Nó khó chấp nhận lắm. Lúc đó em cũng sợ lắm, em lo lắng lắm, không biết là ai kể với mẹ. Trước khi nó về nó bằng lòng ấy, thì có người nói, có người nói nó gia đình nó có một người có bị tù. Rồi em cũng kể thiệt tình ra, nhưng mà mẹ im lặng, không biết là mẹ có đồng ý hay là sao, hay là nói lại với chồng em như thế nào, bàn bạc như thế nào. Chứ lúc đó là chưa có quyết định là cho cưới hay không, em rất là lo lắng luôn, nghĩ hoàn cảnh gia đình như vậy, nên là em mới cố gắng như vậy. Thanh Thúy và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mọi người hãy nhớ cái lịch phát sóng để mà luôn luôn theo dõi được các số Mẹ Chồng Nàng Dâu cực kỳ thú vị, hài hước, vui nhộn, nhưng cũng không kém phần ý nghĩa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Mẹ Chồng Nàng Dâu ngày hôm nay. Xin mời. Để xem hôm nay Mẹ Chồng Nàng Dâu này có gì bất ngờ Minh Linh ha. Dạ. Xin chào cô ạ. Chào Nguyệt Linh. Dạ. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Xin mời cô. Chào cô, chào em gái. Em chào anh Nguyệt Linh, chị Thanh Thúy. Bây giờ xin mời cô giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ. Cô tên là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, năm nay 77 tuổi. Công việc của cô hồi đó là gì cô? Bây giờ cô cũng còn đi làm. Cô làm nhân viên văn phòng thôi. Giờ 77 tuổi nhà nghỉ dễ làm. Cũng phải làm, là thứ nhất là mình đi làm thì trí óc mình nó có làm việc á. Tụi mình còn sáng suốt với mắt rồi vẫn thấy tỏ. Hồi giờ mà còn làm nhân viên văn phòng là giỏi lắm rồi đó. Mời em gái. Dạ em tên là Thanh Phượng, em sinh năm 1994 và hiện tại công việc của em đó là DJ và kinh doanh một shop phụ kiện thời trang. Nàng dâu này trẻ quá. Đúng. Giống như là tuổi cháu của cô. Dạ, rồi. Vậy á, 45 tuổi còn mới sinh cháu. À, hèn chi. Gia đình người thân cũng nói sau này gia đình mà mất hết thì mình không có ai á. Dạ cô có mấy cháu ạ? Có một thôi. Dâu một luôn. Dâu một. Thì mình làm dâu bao nhiêu lâu rồi? Em làm dâu của mẹ là 1.5 năm rồi. Bà nội mong cháu chưa? Không, cũng có mong lắm. Mong nhưng cũng có cái nguyên nhân. Bữa trước là cháu cũng báo cho cô biết cái tin vui thì rất mừng. Nhưng mà được 2 tháng thì cháu bị Covid á. Rồi sau đó bị hư, thì đó là cũng là cái tin buồn. Nhưng bây giờ theo cố gắng thì cái đó mình cũng biết được dịch mà. Làm sao được. Cô là đến từ Khánh Hòa đúng không cô? Đúng rồi, cô gốc luôn á. Gốc luôn hả? Gốc luôn á. Ấn tượng lần đầu của con dâu đối với mẹ chồng như thế nào? Em tới nhà chơi như bạn thôi. Nhưng mà em thấy mẹ là, ồ, mẹ không nghĩ là mẹ lớn tuổi và mẹ không đi làm, mà tính tình của mẹ rất là vui vẻ dễ thương lắm. Thấy mẹ của bạn em á, thấy là rất là vui vẻ, em thấy hợp, nên là em muốn tiến tới hôn nhân quá. Chứ lúc đầu em không có nghĩ gì hết, chỉ tới nhà chơi thôi. Ồ, nghĩa là em chấp nhận lấy chồng không phải vì chồng của mình mà là vì mẹ chồng mà em chấp nhận cưới hả? Dạ đúng rồi, một phần. Đó là một trong những nguyên nhân gọi là xúc tác mạnh hơn nữa. Chứ nói vậy là chồng yếu nhàng như mẹ buồn. Vì khi chọn mẹ chồng trước khi chọn chồng đó. Mới lúc đầu về em cũng không biết là kêu là cô, bác hay là bà. Chứ chị hồi nãy không biết phải xưng hô làm sao luôn. Dạ em đổi liên tục luôn. Dạ phải mấy tháng sau thì em mới quen là thôi kêu cô đi. Cho nó trẻ trung ha. Dạ chứ lúc đầu là chênh lệch quá, chắc là thôi khó tính quá hay là sao. Nhưng mà tiếp xúc nhiều á thì em thấy mẹ là rất là tâm lý, rất là quan tâm, chiều con trai chiều luôn con dâu. Lúc đầu mà đầu tiên mà cô thấy cô con dâu này nhí nhảnh nhỏ nhắn xinh đẹp dễ thương này á thì cô ấn tượng điều gì? Cô đầu tiên là cô thấy thích một điều, cháu rất lễ phép. Ăn nói đàng hoàng không như những giới trẻ khác. Cùng quê đó, cùng huyện á, cách nhau có 1 cây số rưỡi nhưng mà không biết, thì 2 cái tuổi khác nhau. Nhưng mà sau khi nghe cháu ở nhà nói quen người đó thì cô cũng có tìm hiểu những gia đình ở gần nhà cháu, nói là cháu rất hiếu thảo với cha mẹ, mà
cái điều đó là nói thật là cô rất thích. Yeah. Cô nói là hiếu thảo với cha mẹ mình thì đương nhiên sẽ hiếu thảo với cha mẹ chồng. Yeah. Tại vì cái tâm của người ta như vậy rồi, đi đâu cũng về cũng như đi là rất lễ phép, thưa gửi đàng hoàng, đi đâu cho mẹ chồng biết rồi, cho người nhà biết rồi vậy đó. Cô cái đó là cô rất thích. Từ bây giờ nhiều cô gái bây giờ không có cái đó, với nụ cười vui vẻ. À vui vẻ. Nghệ thuật mà, mà cười suốt luôn. Vô mà nhạc lên là cười, nhạc lên là cười đó. Vui vẻ. Cô cũng có nghe nói cháu làm DJ đó, nhưng thì đương nhiên DJ thì ăn mặc thì con biết rồi, thì phải như vậy thôi. Cô nghĩ là đi làm, còn về nhà là nó khác đi. Sự thật cô già nhưng mà cô cũng thích DJ. Cô quá thoáng luôn á. Nếu như em này mà gặp những người khó tính á, thí dụ về nhà mặc cái bộ đồ đó ha, hở hang rồi sexy không, đúng rồi là này kia là mấy bà đúng già mấy không người chịu gia đình cô á. Dạ. Lại không thích em cô rồi, nó không thích như vậy. Dạ. Nhưng mà cô lớn tuổi cô lại thích. À có cái kỳ vậy, mấy người mà làm ở cơ quan cô cũng vậy, đi nghe nhạc rồi nó ủ sao lớn tuổi mà thích đi nghe. Như cô nói khi nào mình đi nghe nhạc bolero thì mình theo buồn theo. Dạ. Còn bây giờ mình đi nhạc này thì mình vui theo chứ. Trời ơi, sao dễ thương quá. Nhạc mấy này thành ra cô cũng hơi vâng hợp khác. Giờ em đi làm á là em mặc kín, khi ra đường em mặc kín, chỉ tới chỗ làm thì em mới cởi áo khoác rồi ra thôi, chứ trước khi đi làm thì mẹ cũng không có thấy gì lắm. Chỉ có thấy em đăng cho Facebook thôi. Ừ. Thì mọi người quen á thì nói lại thôi, chứ mẹ thì ít khi thấy lắm. Mẹ chưa thấy là hàng chi, lúc đầu mẹ chưa thấy mẹ cũng chưa sốc. Chồng em cũng là DJ luôn. À. Dạ. Cái lúc mà chồng em kêu là muốn cưới em đó, mẹ cũng về điều tra gia đình nhà em đó. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình nhà em thì nó hơi yếu leo một chút. Nhà em thì cũng có người từng có tiền án tiền sự á chị. Nó khó chấp nhận lắm. Lúc đó em cũng sợ lắm. Em lo lắng lắm. Không biết là ai kể với mẹ. Mà kiểu như mẹ biết mà mẹ không nói, ủa nhà con có gì vậy hả? Mẹ nói chứ, ủa mẹ nghe nói nhà con có ai. Kiểu như dòng họ nhà con chứ không hỏi là nhà con luôn. À, dòng họ nhà con có ai từng gì đó. Rồi em cũng kể thiệt tình ra. Nhưng mà mẹ im lặng, không biết là mẹ có đồng ý hay là sao, hay là nói lại với chồng em như thế nào, bàn bạc như thế nào. Chứ lúc đó là chưa có quyết định là cho cưới hay không. Em rất là lo lắng luôn, nghĩ hoàn cảnh gia đình như vậy. Nên là em mới cố gắng như vậy. Không, cái hồi đó khi mà trước khi nó về nó bằng lòng ấy, thì có người nói nói gia đình nó có một người có bị tù. Thì hồi đó cô cũng suy nghĩ bản thân nó tốt thì đâu có liên quan gì cái người, nhưng mà cái người kia họ xấu, nhưng mà họ trả giá rồi, họ đã xong rồi, kết thúc rồi. Gia đình bên đây nghèo, nhưng mà nó đã khi nghèo ấy, nó đã vừa đi học đại học mà vừa đi làm thêm để mà đóng tiền học đại học. Vì vậy mới có cái vụ DJ. Từ đi làm thêm là phải bưng bê quán cà phê, rồi xong thấy người ta đánh DJ á, rồi cái đam mê mình thích, mình mới học qua cái đó. Thì một người nhà nghèo mà mình bây giờ đã học đại học, rồi học cái này tự đóng tiền. Nhưng mà không phải thích cái chuyện đó không, mà cô rất thích cháu cái này nè. Nhiều người thì họ nói như vậy thì mình sẽ ganh tị, nhưng mà cô lại trái với người ta là cô thích là gì nè. Cháu rất có hiếu với cha mẹ. Nhiều người thì ta nói vậy, ở bên mẹ chồng hay lo bên nhà mình là người ta không có thích. Nhưng mà cô không nghĩ vậy. Tại vì cái điều kiện gia đình, ví dụ người ta thiếu cái gì đó hay cái gì đó thì cháu được hơn, thì cháu giúp đỡ là cái chuyện đó bình thường. Ba của cháu bị bệnh nặng hơn, cháu là người đưa đi Sài Gòn khám bệnh, đưa đi Phan Thiết, đưa đi Nha Trang khám bệnh, chăm sóc nuôi nấu từng miếng cháo, giặt từng cái đồ. Cái đó là quá hiếu. Mà trong khi gia đình trong nhà còn ba bốn người, chẳng phải một mình cháu đâu, mà cháu đã ở riêng rồi. Nhưng mà cháu vẫn lo cái đó. Nhiều người sẵn dịp mình có chồng ở riêng thôi khỏi. Nhà còn mẹ mình nè, còn chị em mình nè, anh mình nè. Nhưng mà cháu không có. Nhưng nhiều người ví dụ với chồng như cô là những người khác, cô sẽ nói nó bỏ nhà mình đi, nó cứ lo bên nhà đó, không bằng lòng. Được lúc nào mình giúp cha mẹ, được lúc nào cũng lấy không. Con cha mẹ bệnh mà, cũng như khi mình bệnh cũng vậy. À, cháu mà bỏ mình nằm chỗ được không, mình thấy sao, mình buồn tuổi. Thành cô không. Quá là tuyệt vời luôn anh Linh ơi. Hôm nay nếu như mà cái thế hệ trẻ đó họ vui vẻ, họ tiếp xúc với cái giới DJ thì có rất nhiều cái cạm bẫy nữa. Đúng. Nhưng bé vì tình yêu thương chồng, một điều nữa là nãy bé nói là rất là quý cô. Rồi có những cái gì mà hợp hoặc là chưa hợp giữa hai mẹ con với nhau không?
hợp thì em thấy là em với mẹ ăn uống rất là hợp nhau. Mẹ thích cái gì á thì em cũng thích cái đó. Chồng em á cũng rất là thích ăn uống rồi á. Mỗi lần mà món gì nấu ra là cả nhà đều thích luôn. Đồ ăn khen. Nổi luôn á hả? Nổi. Khen là vì vô đây khen. Dạ. Thật sự vậy. Là vì như vậy này, thằng con của cô á, nó thích tìm vợ một người biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Con cô hơi lười biếng. Thành ra cô là rất thích cái đó là đúng rồi, chứ chẳng lẽ bây giờ mình dàm dọn lại cho nó thì cũng sai, con thấy không? Với cô khen cái này nè, ví dụ đi làm cái gì làm với chén cơm ra là khi nào cũng đưa mẹ trước chứ không phải đưa chồng trước, bao giờ cũng mẹ phải trước. Còn nhiều người vô tình ngồi gần đó, ngồi gần bên chồng thì cứ đưa qua đi thôi, dạ. Tự sơ ý vậy thôi, còn nó là lúc nào cũng để ý. Đưa chồng, chồng còn dám cầm nữa. Nếu mà cái gì cũng là mẹ trước, phải nói là như vậy. Nhiều khi cô cũng gặp chính cháu ruột cô cũng vậy, đâu có làm gì, nó không làm giống như nó. Thành ở cái thế hệ sau, nhưng mà lại những cái điều nó làm là toàn ở thế trước. Hoàn cảnh của cô với hoàn cảnh như bên con dâu cô là đều nghèo, phải nói là vậy. Mà cũng như đi làm để sống rồi có nhà cửa ở vậy thôi, chứ không có tài sản như người ta. Thành cái đó là cũng hợp luôn á. Không ai nói ai. Có nhà là được cô. Nghèo, giống nhau mà. Giống nhau. Em ở nhà em á thì chắc là cũng không có được như vậy đâu. Ở nhà với mẹ mà mình làm biếng, đụng đâu quăng đó, mình vô tư lắm. Nhưng mà khi mà đã về nhà người khác ở rồi á thì mình biết là mình phải thay đổi, làm cái nào cho mẹ vui. Chứ thiệt ra là mình cũng lười, mình cũng muốn là mình về đó mình cũng được hưởng, chứ mình cũng không có muốn làm. Tùy hoàn cảnh gia đình. Mình chưa hợp với con dâu mình, bởi vì khoảng cách thế hệ nó rất là xa. Không, cô không thấy không hợp, mà cô có cái mong muốn thôi. Dạ. Cô mong muốn thì cháu sẽ sau có tin vui ha. Thứ hai nữa, cô mong muốn con dâu cô cứng rắn với chồng một chút. Hơi xìu xìu quá, nó không cứng rắn lắm. Hơi chiều chồng. Chiều chồng quá. Thì cô cũng mặc dầu chồng là nó là sao con lại của vậy cô. Dạ không, nó là con của đàn cô ông, mà con của cô, nhưng mà nó chiều quá thì chồng sẽ làm tớ ăn hiếp. Cô sợ ngày sau vậy, bây giờ mới có 5 rưỡi mà con. Đó, thành ra cô cũng muốn gì cứng rắn chút. Nhiều lúc là mẹ kêu là thôi nó mà không chịu rồi con bỏ con giận con về nhà mẹ con luôn đi. Cũng mẹ vậy dặn xuống dạy phải làm luôn. Gì đó, nói gì cho nó ấy. Nhưng mà em không có làm được. hai đứa gây lộn xong con bây giờ mét mày chồng không. Nhưng mà gây lộn với thằng con cô cũng hay mâu hết lắm, vì chính cô biểu nó gây cho nó ấy, nhưng mà nó gây không có được. Cô biểu ai gây lộn với ai? Những con này gây xui. Nhưng mà sau rồi cũng quời thôi, thằng kia nó cũng khéo lắm. Tự này nó cũng bên chồng lắm. Nó nói là một điều xấu nhưng có 10 điều tốt. Thấy chưa? Thấy này chồng số 1 chưa? Chú con dâu gây lộn với chồng luôn. Dạ. Để cho lên mặt chút xíu chứ. Dạ. Như cô là theo được hay có bao giờ ở nhà mở nhạc lên nhảy với mẹ chồng không? Có cái chương trình, DJ là DJ có không, lên đây coi rồi, lên đây đang coi chương trình cô thi lớn mà cô lại thích coi cái chương trình DJ mà thi trên TV á, cô coi suốt luôn á. Thấy bạn này đánh hay không? Đánh hay hơn con rồi, đánh dở hơn con. Lạ vậy? Nha. Chứ nói thật nha, là Thúy là đang hoạt động trong showbiz, nhưng mà tại vì cái nhạc DJ đó nó cũng không phải thuộc gu của mình á, nên cũng không có cảm được. Nghe lên máu đúng không? Mà sao lạ thiệt. Rồi bolero cô cũng thích lắm. Dạ. Nhưng mà cái đó cô cũng thích. Bolero nó nhẹ nhàng, lâu lâu mình xem nó thay đổi không đúng khí rồi. Đó. Mẹ là cái nào cũng thích hết. Bao nhiêu nhạc là thích phải nói là gì. Nhảy nhiều quá nhiều khi lên tăng sóng. Mặc dù cô không có biết hát nhưng mà nhạc cô rất thích. Dạ. Thì cô nói nghe nè, có bao giờ mẹ con nằm tâm sự với nhau như hai người bạn, hay đi siêu thị rồi hai mẹ con chở nhau đi chơi này kia không? Tâm sự là lúc ăn cơm. Ăn cơm thôi. Dạ. Và còn không có nằm tâm sự. Ít dịp mà hai mẹ con đi chơi lắm. Cái thời cô biểu làm nó cũng khác nhau con. Tụi cô cũng đi làm á. Vậy cả nhà có hay cùng nhau ăn cơm không? Ăn cơm được không á cháu con? Tụi cô từ hồi nhỏ là cô đi học á, cô về nhà mà cả nhà mà chờ cô về ăn cơm một lượt á thì cô vui lắm. Dạ. Nhưng mà về mà để phần cô thì mẹ cô có nói con này, để phần là khi nào cũng phải nhiều thức ăn hơn. Mà sao giờ cô không vui, nó về ăn một mình buồn lắm. Thành bây giờ mà bữa nào mà hai đứa nó đi công chuyện gì á cùng một lúc, đường nó cũng lên mâm lên bát sẵn cho cô hết. Nhưng mà cô ăn cô không thấy vui, có nhiều khi cô cũng không ăn. Không chịu ăn luôn. Cô không chịu ăn luôn. Tự nhiên vậy, tự nhiên ăn một mình buồn, không có muốn ăn. Buồn về nhà em chứ thấy không phải, buồn. Không phải là buồn vì tụi nó đi chơi. Dạ. Buồn là vì một mình ngồi không thích ăn. Theo em được biết, cô là một người mẹ đơn thân. Cái người mà chỉ có một đứa con rồi lại còn là mẹ đơn thân nữa. Hả? Người ta sẽ dành hết tình cảm của mình cho đứa con. Cho nên khi mà có con dâu á, ta sẽ nghĩ rằng đây là người đã đến đây và cướp mất hạnh phúc của mình. Không, cô không nghĩ như vậy.
Từ vì cô đi làm từ hồi giờ cô gặp nhiều lắm. Bởi vì cô làm cái văn phòng đó thì gặp công nhân rồi rất nhiều. Cô cũng hay khuyên lương rồi đó, thành cô cũng hiểu cái đó. Nhiều người họ ích kỷ á con. Ví dụ như mẹ một con mà ích kỷ lắm, thấy con dâu vô chia sẻ bất tình cảm mà ích kỷ này nọ, còn cô thì không có cái đó. Vì như vậy cô mới binh nó được chứ. Chồng nó mà nói to tiếng thì cô không có bằng lòng. Cô phải nói vừa xây dựng chồng nó nhưng mà vừa nói cho con nó thông cảm vậy. Để mà nó xây dựng thành cô cứ nói câu là phải cứng rắn hơn là vậy. Cái khoảng cách giữa mẹ chồng với em nó còn có gì nó xa nữa không? Do mẹ em á hay tâm sự nhiều chuyện lắm, nhưng mà đôi khi là em không có muốn nghe cái chuyện đó. Tại vì mẹ kể chuyện trong gia đình thì em nghe rồi, nhưng mà mẹ kể nhiều chuyện nữa, bạn bè mẹ nữa, là đôi khi dạ em ăn cơm xong em phải làm chuyện khác tại em bận lắm. Mà mẹ có ngồi kể là mình phải ráng ngồi nghe mình phải ráng ngồi nghe cho hết. Dạ nhưng mà cũng phải dạ cũng cười dạ rồi để cho mẹ vui chứ, để mẹ hụt hẫng rồi sau mẹ không kể nữa sao. Có nhiều cái mẹ kể tính cách của chồng em để cho em hiểu hơn á, thì mình à khúc đó thì hoan nghênh. Mẹ kể một hồi là mẹ kể chuyện khác nữa là à dạ em cũng bận em làm chuyện khác rồi. Khi nào giờ mình gọi là nói với mẹ đi, mình nói giờ thôi giờ thỏa thuận đi, ví dụ mẹ kể chuyện gì mà nửa thấy tiếng rồi. Cho mẹ nửa tiếng rồi. Hoặc là mẹ kể chuyện gì liên quan gia đình còn không có là giả bộ con nghe điện thoại gì đó là con đi. Dạ, thế rồi. Những cái dịp sinh nhật của mẹ thì mình tổ chức như thế nào? Em có hay tặng quà cho mẹ không? Dạ hồi giờ thì em chưa có tặng quà gì cho mẹ hết á. Nhưng mà sinh nhật thì có nấu đồ ăn rồi ăn chung cả gia đình ăn. Chỉ có cái lần mà em thông báo là em có em bé đó thì mẹ rất là vui. Lúc đó là mẹ vui, mẹ dặn dò em rất là nhiều. Mới có 5 rưỡi thôi thì cũng chưa có nhiều sinh nhật lắm đâu. Còn trẻ mà. Mới có một cái à. Đúng rồi, một cái sinh nhật thôi. Mình làm chắc hết năm nay mình nghỉ ngơi được rồi. Thì cứ nghỉ hoài cho nên cứ nói nghỉ hoài à. Yeah. Nhưng mà tự vì không có ai nhận bằng giao á. Phải gần gũi bên ban lãnh đạo rồi hay bị lé rồi gì á. Yeah. Không nhận, còn mình lớn tuổi rồi. Không ai dám làm mình. Như quen không, mình quen cũng là. Nhưng mà mình quen công việc rồi, cũng như giống như ruột rồi rồi. Thành quen rồi mình làm sẽ nhanh. Còn giới trẻ thì họ mới vô thì tập sự lại cái việc đó họ làm chậm lắm. Nhưng mà con cũng chia sẻ luôn là mẹ ráng làm hết năm nay thôi, năm sau nghỉ là vừa rồi. Chứ mẹ muốn có cháu thì con có cháu, nhưng thì mẹ phải ở nhà. Còn cái việc đó thì mình bàn giao lại, một người không làm được thì mình bàn giao cho nhiều người. Thì nó cũng tính lên, hai vợ chồng nó chưa là ở mình nhà. Mình suy nghĩ cho gia đình mình. Mình là thành Covid là thất nghiệp, mấy tụi nó cũng thất nghiệp mấy tháng. Nó làm bên ngành đó thì làm gì có nữa. Đó, đó. Mùa đó là làm nghệ thuật là thua hết rồi. Đâu có thu được cái gì đâu, chỉ ra rồi. Mà lại cùng bị mang bệnh nữa. Bắt đầu hết năm nay nghỉ, con dâu nó chuẩn bị sinh rồi đó. Nha. Chứ bây giờ mà cô ở nhà cũng dư giờ lắm con à, không biết làm gì á con à. Ở mình dạ, buồn. Dạ đúng rồi. Tự nhiên đâu có làm gì mà coi TV cái đó. Thời gian ban đêm mình đã coi rồi đã rồi phải không? Rồi hôm nay cảm ơn cô rất là nhiều đến tham gia chương trình. Bây giờ cô có muốn con dâu mong muốn sắp tới nó như thế nào không? Muốn là cứng rắn với chồng một chút nữa hả? Thì muốn nó là cũng như làm việc thì bớt một chút, giữ gìn sức khỏe để sớm có cháu. Nó cũng ham việc lắm. Xuất thân gì gia đình mẹ ở nhà thì mình phải làm nhiều hơn một chút, tại mình còn sức khỏe mà. Phải giữ cái sức khỏe là quan trọng nhất. Tuy là làm nhưng mà sức khỏe là quan trọng. Chứ ngã bệnh là không ai chăm, mẹ lớn tuổi rồi đâu có chăm nữa. Tất cả vì con tương lai và tất cả vì mẹ chồng. Thật sự là cảm thấy may mắn khi mà được làm con dâu của mẹ, thì cũng mong mẹ là sức khỏe lúc nào cũng dồi dào, luôn luôn vui vẻ. Cái gì mà không ưng ý thì mẹ cứ nói và con sửa. Nói chung là không vừa lòng thì mẹ cứ nói ra, đừng có để trong lòng để sinh bệnh. Con chỉ muốn nói vậy thôi và lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Và sau đây là con có món quà tặng cho mẹ. Dễ thương quá à. Trước giờ mẹ đi đám cưới á, là mẹ hay có lấy đồ của em để đeo á, đồ em bán phụ kiện nữa, là nó hàng không có cao cấp lắm. Thì hôm nay thì em mạnh dạn tặng cho mẹ một món quà, tuy là nó cũng không có đắt tiền lắm đâu, nhưng mà để cho mẹ đeo cho khói với người ta. Dạ Hay quá. Dễ thương quá à.
Ôi, cả nhà ơi, qua những cái số chương trình của Mẹ Chồng Nàng Dâu, tôi thấy là nếu như mà ai đang còn lo ngại về cái chuyện mình kết hôn, nó sẽ làm vướng mận mình không còn thăng tiến trong sự nghiệp nữa, sau đó mình có con rồi mình xấu xí đi, nói chung là mình sống độc thân nó vui hơn á, thì hãy nhìn đi, những số chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu của chúng tôi luôn luôn có những tình cảm rất là ấm áp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Quý vị khán giả đang xem chương trình ai cũng sẽ có được một người mẹ chồng tuyệt vời giống như là những số trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu của chúng tôi. Chúc mẹ chồng nàng dâu mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, và chúc cho em sẽ thành công hơn nữa. Dạ. Hai vợ chồng là thành công dữ dội để có thể lo cho con tương lai cùng với mẹ chồng nha. Cảm xúc cô thế nào? Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Dạ. Lắm. Vô đây là gặp là quá mừng rồi, được gặp Thúy nữa. Dạ. Để lúc nào coi TV là rất thích. Dạ. Trước khi mà mình chia tay chương trình đó thì anh nghĩ rằng em nên thể hiện một đoạn nào đó sôi động ha. Âm nhạc. Vui vui không cô? Vui đúng không? Chúc cho cả hai đều có nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, và đặc biệt là sớm có cháu. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thanh Thúy và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.